Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12a. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc hay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc hay ai hiền lành, vì họ sẽ được tất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Sách Khải Huyền ngày lễ hôm nay trình bày: Các thánh là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Còn thứ nhất Gioan trình bày: Các thánh là những người đặt hy vọng vào Đức Kitô, và vì Ngài là đấng thanh sạch, làm cho các ngài nên thanh sạch. Đoạn Tin Mừng Matthew trình bày: Các thánh là những người sống đúng hiến chương nước trời, say mê thực thi bát phúc trong cuộc sống và đang hạnh phúc trên quê trời. Nếu ai đó có dịp đọc hạnh các thánh, ngoài một số vị có lối sống hơi kỳ bí, ví như Thánh Simon Cột, vì Ngài sống trên một cây cột, thì ngoài ra chúng ta đều gặp những vị thánh nhân có một đời sống bình thường như chúng ta, nhưng lại rất phi thường về lòng mến Chúa và yêu người. Nhiều vị thánh đến nay trong lịch phục vụ không buộc nhớ, nhưng không phải vì thế mà các ngài không tồn tại. Mừng kính các thánh nam nữ hôm nay để lại chúng ta điều gì? Trong thế giới hiện đại này, người ta đang chối từ Thiên Chúa, và chính người Kitô hữu đang đánh mất căn tính của mình. Các thành tựu về nhiều lĩnh vực khoa học, kinh tế làm cho người ta hưởng thụ nhiều hơn là việc cảm tạ, chiêm ngắm, ngại phấn đấu nên thánh, và chỉ tìm dễ dãi, tiện ích, lạnh lùng và vô cảm. Trong khi đó, các thánh dù sống ở hoàn cảnh nào, luôn có lòng yêu mến và không ngừng tri ân và chiêm ngắm Thiên Chúa, luôn khát vọng và cố gắng nên hoàn thiện trong cuộc sống của mình. Các ngài không sống trên mây trên gió, nhưng rất thực tế trong đời thường. Các ngài biết cụ thể hóa những giá trị cuộc sống, thăng hoa những giá trị phù vân, làm cho những đòi hỏi của tin mừng đi vào cuộc sống. Các chuẩn mực mà các ngài đạt được không làm xa rời hay gây khó khăn cho chúng ta, mà còn làm cho chúng ta dễ dàng tiếp cận hơn, làm cho thế giới này thêm hy vọng. Trong thời Trung Cổ, giáo hội đã sản sinh nhiều thánh nhân lớn, làm xoay chuyển thế giới. Công đức các ngài, giáo hội vẫn tuyên xưng. Thánh giáo hoàng Gian Paolo Đệ Nhị đã tuyên phong nhiều thánh nhân của thế giới hiện đại. Nhìn vào công đức các ngài, chúng ta phải thán phục và ngưỡng mộ, vì cung cách sống và ứng xử của các ngài thật tuyệt vời, đã làm cho sự cằn cỗi thêm màu mỡ, cái lạnh lùng thêm ấm áp,
cái sơ cứng của xã hội hiện đại thêm nhân văn hơn, và nhìn ở góc cạnh nào, chúng ta đều thấy các ngài là những người đã làm cho hiến chương nước trời gần gũi và dễ thực hiện với mọi người hơn. Chúng ta ngày nay có cần nên thánh không? Thưa, rất cần. Bởi vì mặt trái của xã hội phát triển là nghèo đói, ghen ghét, hận thù, chia rẽ, chiến tranh, nên còn nhiều lắm những tấm gương yêu thương, hòa bình. Và trước những vấn nạn về sự sống, về sự hưởng thụ, đang làm băng hoại những giá trị về đạo đức, cần lắm những giá trị mang tính trường tồn. Không phải vì chúng ta mất phương hướng, mà vì chính chúng ta đã chối bỏ các giá trị mà Chúa Giêsu đưa ra trong bát phúc, hoặc là chúng ta đã ngần ngại hay thỏa hiệp cho một lối sống quá dễ dãi, một lối sống không có Chúa Kitô. Hôm nay mừng kính các thánh nam nữ, chúng ta chiêm ngưỡng các ngài, những người đã chiến thắng cuộc đời dương thế và đang hưởng vinh phúc con Chúa. Chúng ta cần một cơn xin, xin cho nên thánh giữa đời thường qua cung cách sống đạo, thấm nhuần giáo lý Chúa Kitô và tình bác ái của Ngài. Trong ý niệm này, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những vị thánh dù chưa được tôn phong hiển thánh. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào còn biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình, gọi con nên bạn tình cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân đời còn dám mơ gì hơn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đầu của cha và nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần xa, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình.